Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Thưa quý vị và các bạn, video clip này Tuấn Dương xin chia sẻ một câu chuyện có thật đăng trên một tờ báo lớn tại Việt Nam. Đó là câu chuyện của một người phụ nữ định cư ở châu Âu. Sau 8 năm thì chị vẫn cảm thấy mình rất là lạc lõng. Chị nói rằng trước đây thì chị đang làm cán bộ tại một trường tư thục ở Hà Nội và sau đó thì chị xin nghỉ rồi sang Cộng hòa Séc với chồng và sinh ra 3 người con ở nơi đây. Và gần 8 năm trải nghiệm cuộc sống nơi xứ người thì chị vẫn không thích nghi được với môi trường mới và luôn muốn trở về quê gây dựng lại công việc. Và năm nay đã 39 tuổi, nhưng mà cái ước mơ mong muốn trở về Việt Nam của chị vẫn còn nung nấu khắc khoải, mặc dù nó chưa được thực hiện. Chị kể rằng chồng chị sang Cộng hòa Séc từ năm 1991 theo diện hợp tác lao động. Và khi hết thời hạn thì anh không muốn trở về nên sang Đức nhập trại tị nạn và đi làm ở đó rồi quay lại Cộng hòa Séc. Chồng chị là người anh cả trong gia đình, bố mẹ của anh thì mất sớm, người mẹ thì vất vả nuôi 4 người con ăn học. Anh là anh cả trong gia đình nên là cần mẫn làm lụng để có tiền gửi về nước đỡ đần gia đình. Chị và anh quen nhau giữa năm 2009 và sau đó thì anh chị kết hôn. Sau khi kết hôn xong thì chồng chị lại gấp rút sang bên Cộng hòa Séc để làm ăn và lo giấy tờ để đón chị sang Cộng hòa Séc vào năm 2010. Bản thân chị là một cái người khá là tháo vát, tự tin và độc lập về mặt kinh tế. Trước khi kết hôn thì chị cũng có chức vụ khá là cao tại một cái trường tư thục và có một cửa hàng kinh doanh nho nhỏ. Khi lấy chồng vào năm 31 tuổi thì chị xác định sẽ phải tạm ngưng sự nghiệp bởi vì người ta vẫn thường nói là thuyền theo lái, gái theo chồng. Hơn nữa chồng chị nói rằng muốn gia đình ở bên kia. Ở bên đó thì anh đã có nhà cửa, công việc ổn định và các con của anh chị sau này sẽ được hưởng một cái nền giáo dục tiên tiến. Chị biết rằng khi mà theo chồng sang châu Âu thì cũng có nhiều người bạn bè ngưỡng mộ, cũng có người ghen tị, cũng có người nói bóng gió vì chị ham cái mác Việt Kiều giàu có. Nhưng mà chị cũng vẫn rất là băn khoăn, nhưng vì tình yêu thì chị cũng đành theo anh để rời Việt Nam sang Cộng hòa Séc. Mặc dù trước khi sang Séc thì chị không quá ảo tưởng về cuộc sống nơi trời Tây đẹp như cổ tích. Chị biết rằng mình sẽ rất nhớ cha mẹ, nhớ các em, nhớ công việc, nhớ bạn bè, nhớ quê cha đất tổ, đồng thời phải bắt đầu học tiếng, xin việc và hòa nhập với cuộc sống mới. Nhưng mà chị chấp nhận vì tình yêu và nghĩ tới tương lai sau này của các con. Mặc dù vậy, khi thực sự sống ở xứ người, chị vẫn ít nhiều hụt hẫng. Chị cho biết sang Cộng hòa Séc thì chồng chị đã mua được một ngôi nhà 2 tầng tại một ngôi làng nhỏ sau nhiều năm bươn trải mới đủ nghề, từ làm bếp, buôn vải vóc, bán tạp hóa. Hai vợ chồng sống ở tầng trên, tầng dưới cùng thì làm nơi bán hàng. Cửa hàng nhỏ nên một mình chồng chị đảm nhiệm, thi thoảng cần đi lấy hàng thì anh thuê người và làm theo ca. Sang Séc được vài tháng thì chị xin làm neo để vừa vơi đi nỗi buồn nhớ nhà, vừa san sẻ bớt gánh nặng tài chính với chồng. Làm được 4 tháng thì chị có bầu nên nghỉ vì chồng chị sợ việc tiếp xúc với hóa chất khi làm neo thì ảnh hưởng tới con cái. Và từ đó đến nay thì chị chỉ ở nhà vì sinh liền 3 con, mỗi đứa cách nhau 2 tuổi. Chị cho biết rằng đa số các bố mẹ Việt sang đây thì đều gửi con nhỏ để đi làm. Tiền trông mỗi bé tương đương từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng. Và nếu mà như gia đình chị, nếu mà chị gửi con nhỏ, nhất là nhờ đưa đón hai bé lớn, chưa kể tiền ăn và trông 2 ngày cuối tuần thì mỗi tháng hết khoảng 25 triệu đồng, cao hơn cái số tiền mà chị có thể nhận được khi bắt đầu đi làm neo. Nên tính đi tính lại thì chị đành ở nhà trông con và dành thời gian chăm sóc, dạy dỗ các bé. Chị biết rằng tuổi của mình không còn trẻ, cộng thêm lúc nào cũng trong tình trạng chăm con nhỏ và lo tính toán chi tiêu, nên chị không thể tập trung học ngôn ngữ, trừ thời gian bắt buộc phải đi thi để hoàn thành thủ tục thường trú. Do hạn chế về ngôn ngữ và nếu như mà không có chồng đi cùng vào những các cái lúc khám thai hoặc là đến nhà băng thì chị phải thuê phiên dịch. Chị cho biết
Lần mang bầu bé thứ hai, bác sĩ chỉ định phải chọc ối, chị vô cùng hoang mang, muốn hỏi họ thật nhiều, nhưng mà ấp a ấp úng như gà mắc tóc, không thể nói được nên càng lo lắng. Chồng chị thì nghe các cái từ chuyên môn cũng chẳng giải thích nổi cho vợ, nên phải thuê người dịch lại. Chi phí của gia đình chị mỗi tháng tính ra từ 40 đến 50 triệu đồng, dù đã cố gắng tằn tiện, mỗi lần đi siêu thị mua cho con bịch bỉm, ít đồ ăn, chị thấy tốn cả đống tiền. Vì thói quen, chi tiêu gì cũng quy ra tiền Việt nên chị cảm thấy rất xót ruột, không dám mạnh tay mua sắm những đồ thời trang hàng hiệu bao giờ. Và thường thì thu nhập mỗi tháng của chồng chị dư ra một chút, tháng nào hàng hóa bán ế ẩm thì thậm chí hai vợ chồng phải lấy tiền tích lũy ra tiêu. Chị cho biết thì ở Séc cộng đồng người Việt khá đông, mỗi năm có một số hoạt động gặp gỡ vào các dịp lễ Tết. Chị cũng tham gia vài nhóm mẹ và bé, tuy nhiên tất cả chỉ là xã giao, cười nói vài câu cho vui, rồi ai về nhà nấy, không có bất cứ quan hệ thân tình nào. Tâm tư, dự tính, vui buồn, chị không thể có ai để trải lòng ngoài chồng. Bạn bè cũ ở quê nhà thỉnh thoảng thì cũng nói chuyện với chị qua mạng, ai nấy đều bận. Thỉnh thoảng mọi người thấy chị đăng status Facebook, những bức hình các con vui chơi ở công viên xanh mướt, giữa những vườn hoa đủ sắc màu, hay khi lái ô tô chở bọn trẻ đi siêu thị thì lại trầm trồ, và không ít người nghĩ rằng chị đang có một cuộc sống ở trên thiên đường. Trên thực tế, xe hơi bên này thì rất rẻ và nó chỉ là phương tiện đi lại rất bình thường. 100 triệu một tiền Việt là đã có thể sắm một chiếc xe hơi đi khá là tốt rồi. Cuối năm 2016, do một loạt các cửa hàng tiện lợi mọc lên giống như của chồng chị, do chủ đều là người Việt nên là việc làm ăn của chồng chị sa sút, khách hàng ngày một thưa. Và cuối 2016 thì vợ chồng chị phải đóng cửa hàng, gia đình không còn nguồn thu, vừa áp lực về mặt kinh tế, vừa nhớ gia đình và chán nản với cuộc sống, vẫn lạc lõng nơi xứ người nên chị nằng nặc đòi về. Chị nói sẽ đưa một bé về nước trước rồi tự tạo dựng công việc, không đụng tiền với chồng, nếu ổn thì anh đưa hai con lớn về sau. Chồng không đồng ý, với anh quê nhà bây giờ là xứ ồn ào, ô nhiễm, bụi bặm. Sau trận cãi nhau to, anh chồng chị thì khăng khăng không hề suy chuyển và chị biết sẽ chẳng để chị đưa con về, chị đành chịu thua. 8 năm đi nước ngoài, chị mới về quê được một lần vì chi phí cho mỗi lần như vậy là hàng trăm triệu. Nghĩ tới lần cha ốm, mất cũng không thể về thăm, chị lại đau thắt tim. Nửa năm trước, chồng chị quyết định sang Đức làm việc, ổn định cuộc sống rồi đón mẹ con chị qua. Anh quay lại với nghề làm bếp trong một cửa hàng bán đồ ăn Á, lương mỗi tháng 2.000 euro. Hai vợ chồng chị bán đi ngôi nhà đang ở, sau đó thuê một căn hộ chung cư với giá 1.000 euro một tháng. Hai bé lớn học trường công, bé nhỏ phải gửi mầm non tư, chi phí 500 euro. Chị bắt đầu đi làm. Công việc là một cái chân lon ton xay vặt ở bếp, thu nhập tuy chưa đáng là bao. Chị dự định sẽ học thêm tiếng rồi xin vào một tiệm nail nào đó để làm và mong muốn có một mức thu nhập cao hơn. Dẫu sao, ở xứ này, các con chị đang được hưởng nền giáo dục tiên tiến, lớn lên trong bầu không khí trong lành, văn minh. Mẹ chị ở quê nhà dù thương nhớ con nhưng vẫn nghĩ con gái mình đang có cuộc sống hạnh phúc, êm ấm nên chị cũng yên lòng. Nhưng trong trái tim sâu thẳm của chị vẫn mong muốn rằng có một lúc nào đó chồng đổi ý, chị sẽ được quay về Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chung quy lại vì cái thu nhập của hai vợ chồng quá là yếu và nếu mà kinh tế yếu thì Tuấn Dương nghĩ rằng sống ở đâu cũng khó khăn. Tuấn Dương biết rằng cũng có những cái gia đình sang đó và buôn bán thì cũng khá là thành công ở cái khu tập thể của Tuấn Dương. Tuy nhiên, Tuấn Dương thấy rằng là cái cuộc sống ở không chỉ ở Việt Nam mà bất cứ nơi nào trên thế giới cũng không hề dễ dàng. Một cái điều nữa là trong cái câu chuyện này thì chị đã sinh rất là mau ba đứa con nên là nó cũng tạo cho một cái gánh nặng về mặt tài chính. Dẫu biết là như vậy nhưng mà thông thường cái tuổi của người phụ nữ nếu mà ngoài 30 tuổi thì cái chuyện sinh nở nó sẽ khó khăn hơn. Nhưng mà thôi thì Tuấn Dương thấy rằng con là của trời cho, nếu mà anh chị có con cái và các cháu khỏe mạnh thì anh chị có thể là chịu khó làm
vất vả một chút, hy sinh đời bố, củng cố đời con, và biết đâu thì vận may sẽ đến trong một vài năm tới. Thì cũng chị cũng nên dằn lòng, mặc dù cái chuyện thương nhớ về quê cha đất tổ thì ai cũng có một cái nỗi nhớ, nhưng mà tuy nhiên Tuấn Dương nghĩ rằng chị nên tìm cho mình một cái công việc ổn định, một cái hướng đi và hướng phát triển để là có thêm thu nhập, cải thiện được cái cuộc sống hiện tại và có một cái tích lũy để có thể là thường xuyên về Việt Nam chơi, thăm thú gia đình, thì như vậy chị sẽ cảm thấy là nó vui vẻ hơn. Và quý bà con cô bác có cái chia sẻ gì với cái người phụ nữ trong câu chuyện này thì hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment. Chân thành cảm ơn quý bà con cô bác và hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong những video clip kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn.